Nghe chữ khá là căng. Về cơ bản là ruột bạn bị viêm, và vì chúng bị viêm nên không thể tiêu thức ăn. Chỉ thấy khi tôi ăn thứ gì đó, nó gần như đi ra ngoài sớm luôn, chỉ trong vòng một ngày. Cũng tại bởi vì nó bị viêm mà, giống như ai đó đang kéo một con dao ngang bụng bạn. Thế nên tôi rất đau đớn. Tôi đã giảm từ 180 pounds xuống 139 pounds. Tôi nhớ là 139 pounds. Vậy là MrBeast bị căn bệnh Crohn và diễn biến nặng nên anh đã rất bi quan về căn bệnh này. Vậy Crohn có nguy hiểm không và triệu chứng là gì? Điều trị như thế nào? Nó có biến chứng không? Và tiên lượng của MrBeast sẽ như thế nào? Bệnh Crohn là căn bệnh quái ác nào? Bệnh Crohn là một loại bệnh viêm ruột. Căn bệnh này sẽ gây viêm lớp niêm mạc đại tràng và đường tiêu hóa, khiến người bệnh tiêu hóa rất là khó khăn. Ngoài ra, bệnh Crohn không chỉ gây tổn thương ruột mà còn đặc trưng bởi tình trạng gây viêm xuyên thành, khiến tất cả các quan trọng ở vùng bị viêm. Bệnh Crohn có nguy hiểm hay không? Về cơ bản, bệnh Crohn có khả năng diễn biến nguy hiểm nhưng tỷ lệ này là thấp. Đa phần Crohn gây ra các triệu chứng mãn tính và không liên tục. Theo các nghiên cứu, trên hơn 1.000 người bị căn bệnh này, 20% số bệnh nhân nhẹ có triệu chứng thuyên giảm dần. Các biến chứng nguy hiểm bao gồm hẹp ruột, giò, áp xe, viêm nhiễm đa cơ quan với tỷ lệ gây ra khoảng tầm 50% sau 20 năm kể từ khi phát bệnh. Với MrBeast, anh ấy phát hiện bệnh năm 15 tuổi, vậy giai đoạn mệt mỏi và nặng nhất với anh ấy là khoảng 30 năm tuổi. Căn bệnh này không phải là căn bệnh nguy hiểm chết người ngay lập tức, tuy nhiên nó gây ra sự khó chịu, ăn uống kém hấp thu, liên tục rối loạn tiêu hóa và đau bụng, gây ra suy giảm chất lượng cuộc sống của MrBeast. Vậy phát hiện căn bệnh Crohn này như thế nào? Chẩn đoán bệnh Crohn chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng và các xét nghiệm máu và hình ảnh nội soi đại tràng ruột. Các triệu chứng của bệnh Crohn bao gồm đau bụng, tiêu chảy mãn tính và là triệu chứng phổ biến nhất vì ruột của bệnh nhân bị viêm liên tục. Khả năng hấp thu thức ăn thì kém. Các triệu chứng khác gồm mệt mỏi, giảm cân, sốt. Ngoài ra, nếu diễn biến nặng có thể gây thêm các triệu chứng khác do nhiễm khuẩn xuyên thành, viêm các nội tạng xung quanh như viêm bàng quang, viêm phúc mạc, lỗ rò ruột hay là áp xe, vân vân. Tuy nhiên, các triệu chứng này thì gặp trong rất là nhiều bệnh lý về đường tiêu hóa, vì vậy cần chẩn đoán phân biệt rất là nhiều bệnh và kết hợp xét nghiệm máu, hình ảnh nội soi kèm theo. Các xét nghiệm máu của bệnh nhân Crohn có thể xuất hiện các tình trạng giảm hồng cầu máu, rối loạn điện giải, chức năng gan thận, CRP tăng, thể hiện một tình trạng viêm, thiếu sắt, vitamin D và vitamin B12 trong máu. Về phần nội soi, kết quả nội soi đại tràng và ruột của bệnh nhân sẽ thấy các hình ảnh trưng như trong hình các bạn có thể nhìn thấy. Đặc điểm tổn thương gồm các vết loét khu trú liền kề với các vùng niêm mạc bình thường cùng với các thay đổi hình dạng niêm mạc ruột trông giống như các khối kỳ đại giống polyp. Vậy điều trị bệnh Crohn ra sao? Đa phần bệnh Crohn là diễn biến mãn tính và có 20% là nhẹ. Vì vậy, điều trị triệu chứng là chủ yếu. Các bác sĩ sẽ cho anh chị dùng thuốc kháng sinh, giảm đau, giảm viêm, chống rối loạn tiêu hóa và ức chế miễn dịch nếu nặng. Khi bệnh nặng lên và có các diễn biến như viêm phúc mạc, lỗ rò ruột, áp xe, tắc ruột, thậm chí là tiến triển thành ung thư, thì phẫu thuật là biện pháp bắt buộc phải thực hiện. Trong trường hợp của MrBeast, anh ấy có rất nhiều tiền và tôi chắc chắn là các bác sĩ điều trị cho anh ấy là những người giỏi nhất. Cầu mong những điều tốt nhất sẽ đến với MrBeast.